Đối tiết tố nữ, estrogen đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe sinh sản, làn da và cân bằng tâm lý của phụ nữ. Sự thiếu hụt estrogen có thể dẫn đến nhiều vấn đề như kinh nguyệt không đều, khô da, mất ngủ và tâm trạng thất thường. Dưới đây là 7 món ăn phổ biến tại Việt Nam giúp bổ sung estrogen tự nhiên cho phụ nữ. 1. Đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành. Đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ, sữa đậu nành và tương miso chứa isoflavone một loại phytoestrogen tự nhiên. Isoflavone có tác dụng tương tự như estrogen, giúp cân bằng nội tiết tố và giảm các triệu chứng mãn kinh. Đây là nguồn thực phẩm dồi dào estrogen mà phụ nữ nên bổ sung thường xuyên. 2. Hạt lanh, flaxseed. Hạt lanh chứa lignin, một loại phytoestrogen mạnh. Lignin trong hạt lanh không chỉ giúp tăng cường nội tiết tố mà còn hỗ trợ làm giảm nguy cơ ung thư vú. Bạn có thể thêm hạt lanh vào sinh tố, salad hoặc các món bánh nướng để dễ dàng hấp thụ. 3. Rau cải xoanh, kale. Các loại rau cải xanh như cải xoanh, cải bó xôi chứa nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là các phytoestrogen. Việc ăn cải xoanh không chỉ giúp tăng estrogen mà còn hỗ trợ chức năng tim mạch và tiêu hóa. Món canh cải xoăn hoặc xào tỏi là lựa chọn ngon miệng và dễ chế biến. 4. Bơ Bơ là nguồn dầu chất béo lành mạnh như omega 3, có khả năng kích thích sản xuất hóc môn nữ. Bên cạnh đó, bơ còn cung cấp các dưỡng chất quan trọng như vitamin E, C và K, giúp cải thiện làn da và ngăn ngừa lão hóa. Món bơ dầm sữa, sinh tố bơ là lựa chọn dễ làm tại nhà. 5. Hạt mè Hạt mè chứa lignin và các hợp chất dầu phytoestrogen giúp hỗ trợ cơ thể trong việc sản xuất estrogen. Bạn có thể sử dụng mè trắng, Mè đen trong các món ăn như xôi mè, nộm hay rắc lên cơm để tăng cường sức khỏe sinh lý. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.